ngày 18 tháng 7, Bộ Chính trị đã có quyết định trao huân chương sao vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tặng cho các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định trao huân chương sao vàng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.